Thanh lý iPhone giá chỉ từ 1,8 triệu thôi mọi người. Đây, và hôm nay sẽ có một con LG Win nha, giá cũng tốt lắm mọi người. Đó, hôm nay sẽ về một số dòng máy nè, 14 Pro Max, 13 Pro Max và iPad nè, 12 Pro Max, 12 Pro, 13 Pro nè. S2 Ultra thì bản chính hãng Việt Nam thôi, nay được 3 con. Và một số dòng máy khác bản chính hãng Việt Nam luôn, M53, A33 nè. Đó, con Note 20 này em bán cho người chỉ có 3,350 thôi, mọi chức năng đều hoạt động bình thường nha. Đó, Note 20 5G, 2 SIM, 3,350, giá quá rẻ mọi người. Này, tạm hót ra cái mọi người. Rồi, 3,350, ok chưa, có bút luôn nha, sử dụng bút bình thường. Đó, và rồi bên em có bán trả góp không cần trả trước nha, có hưu cũ để mới tất cả các dòng máy luôn. Và bên em á là bảo hành cho ngồi đạp 3 tháng một đổi một nha, lỗi là đổi không sửa máy, ok chưa. Rồi, cái con đầu tiên sẽ bán cho ngồi là một con LG Win. Đây, LG Win là có hai màn hình nha, màn hình mặt trước sẽ là 6,8 inch, màn hình mặt trong á sẽ là 3,9 inch. Đó, tấm nền là bề OLED, RAM á là 8, bộ nhớ là 128GB. Đây, bộ nhớ 128GB nha, hai màn hình. Đó, LG Win mọi người. Rồi, bây giờ sẽ test camera cho người xem, con này mọi chức năng đều hoạt động bình thường nha. Đó, để mà vô cái mà đây, cam X1 nè, cam X2 nè, cam góc rộng nè, và đây sẽ là camera selfie. Camera selfie nó không bị lỗi, không bị lỗi nha mọi người. Đó, không trượt lên được nha, mọi người lưu ý nha. Đó, con này thì bán cho người á chỉ có là 3,3 triệu thôi, 3,3 triệu camera selfie không được. Đó, ok chưa, còn mọi chức năng khác đều hoạt động bình thường, ngoại hình này khoảng 97% thôi, được cam chính. Camera selfie nó cam hụt hò, con này thì nó bị kẹt cơ rồi, kẹt cơ mọi người. Có sao bên em bảo vậy nha, hành lý 3,3 triệu. Rồi, tiếp tục iPhone 1,750 em có luôn nha, 1,750 em có nha, xin chào anh Võ Tài nha. Rồi, 14 Pro Max thì đây, hôm nay được 3 con 14 Pro Max. Để con này bản gì, pin con này còn 87% nha, 14 Pro Max. Và con này là phiên bản Việt Nam chính hãng VNSA, bộ nhớ là 26GB quốc tế nha. Đó, màu tím mọi người, màu tím nha. Con này trả góp thì mọi người trả trước giúp em khoảng 6 triệu. Đó, khoảng 6 triệu mọi người, 14 Pro Max khoảng 6 triệu nha. Ok, giá bán con này là 21,850, bản Việt Nam chính hãng 256GB. Rồi, tiếp tục là một con 14 Pro Max, con này pin zin còn 86%. Và con này bản nhất A, 2 SIM vật lý nha, 256GB quốc tế mọi người, màu tím luôn. Đó, màu tím luôn nha mọi người. Giá bán con này là 21,850 luôn, con này pin 86 bản nhất A. Ok nha. Rồi, tiếp tục là 14 Pro Max 256GB. 14 Pro Max 256GB quốc tế mọi người. Pin con này là còn 97%. Đó, pin zin luôn. Con này là 21,650. 21,650, 14 Pro Max 256GB. Ok, có được 3 con 14 Pro Max. Tiếp tục con này đang để đó mọi người. Đây là 12 Pro mọi người. 12 Pro hôm nay bên em mới về. 12 Pro 128GB nha. Pin 8X là pin từ 85 cho đến pin 89, em gọi là pin 8X mọi người. Giá bán sẽ là 9,450. 12 Pro 128GB là 9,450. Đó, 128GB quốc tế nha. Rồi, 12 Pro. Còn đây là iPhone 7 Plus, em bán là 1,750, bộ nhớ là 128GB. Đây, 7 Plus. Con này màn hình zin nha. Đó, cảm ứng ok nè, 1,750, máy là quốc tế luôn, bộ 128GB. Con này mọi người xài chữa cháy ok nha. Này, iPhone 7 Plus nè, 128GB nè, không gian SIM, là phiên bản quốc tế nha. Pin con này là còn 100%, pin đã thay mới, và ngoại hình của nó đây, ngoại hình còn rất là đẹp mọi người không. Đó, 1,750 thôi, con này là hàng thanh lý. Đó, ok. Con máy này tình trạng á, thứ nhất á là màn này đã sửa rồi, màn hình zin, vỏ hay mới. Thứ hai á là màn hình này á là màn hình nó bị ám nền đen và nó bị hồng. Đó, cái này nó hơi hồng xíu nè. Cái này gọi là già màn. Mấy cái mà iPhone 7 Plus nè, iPhone 8 Plus nè, xài hơi vậy nó bị già màn vậy mọi người. Đó, mọi người chỉnh màn tối á thì nó sẽ bị bầm. Này, bầm xíu nền đen. Đó, tắt màn hình nó bầm nền đen nè. Chỉnh màn hình sáng thì nó không bị gì hết. Đó, em báo là lỗi tình trạng nha. Rồi, 1,750, máy full chức năng không lỗi gì hết, ok chưa. Có làm sao báo vậy thôi. Tiếp tục là 13 Pro Max. 13 Pro Max thì đây, 13 Pro Max thì máy đẹp á, em bán là 15,550,000 nha. Đó, 13 Pro Max 15,550,000, ok chưa. Con này pin 85, có pin 88 đó rồi.
Đó, 13 Pro Max 128 quốc tế nha. Ngoại hình của nó đây. Em để zin luôn. Mọi người muốn hai pin thì cộng giúp em là 350 thôi. Đó. 350 thôi mọi người. Ok. Tiếp tục là một con 13 Pro Max màu đen. Con này là pin 88%, pin zin. Và con này bản Mỹ 128 quốc tế nha. 15.550.000. Con này mọi người trả góp thì mọi người trả trước giúp em là khoảng 1 triệu thôi. 1 triệu thôi mọi người. 12 Pro Max hiện tại em đang có hai phiên bản. Phiên bản thứ nhất là 128GB. Giá bán con 128GB sẽ là 11.999.000. Còn 256GB, đây 256GB nè, 12.950.000 nha. Đó 256GB. Pin zin 8X. Đó. Màu vàng, màu xanh, màu đen. Ok, 12.950. iPhone Deep Mat. Mọi người chốt hàng nhắn tin Facebook giúp em nha. Tại vì em đang like không có trả lời bình luận được nhiều mọi người. Tập trung quay máy á. iPhone Deep Mat nè, bản Mỹ 64GB. Giá bán là 6.550.000 nha. iPhone Deep Mat màu trắng. Đó, Deep Mat màu trắng, 6.550.000. iPhone 14 Pro. Đây 14 Pro đây. 14 Pro bản nhất A, hai SIM vật lý nha, 128GB. Giá bán là 16.950.000. Con này pin còn 91 nha mọi người. Hai SIM vật lý luôn, pin còn 91. 14 Pro. 16.950.000. Trả góp thì trả giúp em 2 triệu ha. Đây. Một con S10 5G. RAM 8 26GB rồi. S10 5G nha, RAM 8 26GB. Giá bán con này là 3.600.000. Màn hình là sáng đẹp, không ấm ố, không lưu ảnh, không đốm. Đây. Em chỉnh màn hình sáng lên cái. Con này 3.600.000 thôi, được 256GB. Đó. Ok cho mọi người. Đây. Rất là đẹp nha. 3.600.000 camera của nó đây. Con này 4 camera selfie, 4 camera sau, 2 camera trước, cam móc rộng nè. Cam móc rộng nè, cam F1 nè, cam F2 nè. Và đây sẽ là camera selfie. Đó, góc rộng F1, ok chưa? Rồi, bán giá là 3.600.000. Tình trạng con này á là màn hình sáng đẹp, màn hình zin, nhưng mà ngồi tắt màn hình đi nó sẽ bị ố nè, kiểu dính nước vậy mọi người, chùi không có ra. Đó, em có sao báo vậy nha, màn hình bên trong mà không bị gì hết. 3.600.000. Rồi, tiếp tục là một con Oppo Find X3 Neo. 3.650.000. Đây. RAM 10. Ủa, con này lộn giá rồi. Con này lộn giá mọi người. Con để mang quay lại. Con đó mang quay lại mọi người. iPhone 13 Pro nha. Con đó không bán được. Con đó nhân viên ghi nhầm giá. iPhone 13 Pro. Đây 13 Pro 128GB quốc tế. Pin con là pin 87 mọi người, màu trắng. Máy đẹp nha mọi người. À, mọi người thấy không? Máy cực kỳ là đẹp luôn. 13 Pro màu trắng. Đếm chùa lại cho mọi người xem. Đây. 13 Pro màu trắng nha. Giá bán con này là 13.550.000 nha, 13 Pro. iPhone 13 128GB em bán là 10.350.000 nha. Đó. Đó, 10.350.000 iPhone 13 thường. Trả góp hay không cần trả trước cũng được. Trả góp là phải đến cửa hàng nha. Không làm hồ sơ trên online được. Laptop thì bữa nay em cũng chưa có thời gian làm lại mọi người. Cái này thì tập trung em đang tuyển kỹ thuật á để làm cái những em đang tuyển kỹ thuật để hỗ trợ bảo hành. Thứ nhất là hỗ trợ bảo hành để nhanh hơn. Thứ hai là bên em sẽ có, em nghĩ là thời gian sau á em sẽ tuyển được 2-3 người nữa, em sẽ nhận máy sửa chữa mọi người. Đó. Nhưng mà giờ thì đang trong tiến trình setup là thôi. Con này pin 88 nha, 14 nút. 14 nút 256GB. Giá bán là 14.950.000. 256GB nha. Đó. 12 Pro Max em còn nha anh ơi. 12 Pro Max là 11.999.000. Còn 256GB. Đây 256GB thì đây. 12 Pro Max 256GB 12.950.000 nha. 12 Pro Max. Đó. Rồi. Bên em chưa hỗ trợ gấp là 6 mọi người ơi. Bên em chưa hỗ trợ gấp là 6 nha. Anh Huy có Oppo Reno 8 Pro giá bao nhiêu vậy anh? Bên em chưa có con đó luôn. Em có con Reno 8T thôi.
Reno 8T thì đây. Oppo Reno 8T em có một con nè, hai con nè. Đó, hai con này đều bản chính hãng nha. 8T 5G là màn hình cong, mọi người không? Cái màn hình nó cong nè. Còn Reno 8T 4G sẽ là màn hình phẳng. Con là phiên bản RAM 8 26GB, chip là 695 nha. Giá bán là 5.1 triệu là 256GB, còn 128GB là 4.8 triệu. Đó, máy cũng rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Hay. Cực kỳ là đẹp nha. Rồi. M53 5G. Con này phiên bản RAM 8 256GB. Đó, hai SIM chính hãng nha. RAM 8 26GB. Màn hình 120Hz, mọi người không? 5.350, 4 camera. Máy còn hợp luôn. Máy còn rất là đẹp. 5.350. Oppo A96 nè. Đây. Oppo A96 RAM 8 128GB, chip là 680, màn hình 90Hz nha. 3.250. Giới clip em hết rồi, giới clip bữa nào có sao quay tiếp. Tiếp tục là một con Oppo A77. Ủa, A76 chứ mọi người, em nói nhầm. Oppo A76, màn hình 90Hz, RAM 628GB, chip là 680. Giá bán là 2.950, máy cũng còn rất là đẹp. Mọi người không? Đó, chip là 680. Rồi, A33 5G. Đó, S22 Ultra em có nha. S22 Ultra em có nha. Đây, S22 Ultra em có được vài con nè. Con đầu tiên nè. S22 Ultra 2 SIM Việt Nam, RAM 12, bộ nhớ là 26GB. Giá bán là 13.900.000. Đó, S22 Ultra RAM 12 và 26GB. Ủa, 13.100.000 chứ ngồi, em nói nhầm. 13.100.000 nha. Một con màu đen, quên đến 2 SIM à. Đây, một con màu đen nè, SIM sao cắn 2 SIM sao. Nãy test test SIM đó ngồi. 13.100.000. Con này cũng vậy luôn. Đó, con này cũng là RAM 12 và 26GB. 13.100.000 S22 Ultra nha. Trả góp thôi mọi người, khỏi cần cái trước cũng được. RAM 12 và 26GB, bản 2 SIM. Ok chưa? Máy rất là đẹp. Mọi người xem cái máy nè. Không. Con nào đẹp sẽ nói giới thiệu đẹp luôn. Đó. Đây, 13.100.000. À, coi còn gì không ta? A33 5G. Con này thì con điện thoại quốc dân mọi người. Nói chung thì con này dễ xài, tầm trung, bản chính hãng Việt Nam nữa. A33 5G là màn hình 90Hz và 2 SIM nè. Con này em thu của khách, khách lên đời mọi người. Pin là 5000 nha. Đó. RAM là 6GB, bộ 128GB. Màn hình là 90Hz, ok chưa? Màu cam, 3.750. Chốt con Reno 8T 5G nha, Huy Mai quay qua lấy. Ok luôn anh ứa. Anh Hứa Nhã Đình đây. Có gì em sẽ để lại. Anh lấy con RAM 8 hay là con RAM 8 128 hay là RAM 8 256? Mua để quay phim chụp hình thì nên mua gì ở shop, mua iPhone nha đây. iPhone cái nước ảnh của nó thì nó chân thật hơn. Đó. Còn mọi người nếu mà nói về mà Samsung thì nó cái nước ảnh nó hơi ảo. iPhone nó quay phim quá đỉnh rồi. 3.750. Còn mà muốn đẹp nữa thì cài thêm 3-4 cái app nữa rồi. Như nhân chân á. Còn mọi người muốn đẹp thì xài mấy cái app nữa nha. Đó, mấy bạn nhân viên của em là xài lần 4-5 cái app luôn. Samsung A34 5G mọi người. RAM 8 256GB nha. Con này thì còn bảo hành đến tháng 1/2025, là còn bảo hành đến 11 tháng nha, 5.2 triệu. Đó. 5.2 triệu. Ôi, con này còn siêu viền nè. Đó, đây con này cũng mới kích hoạt khoảng 23 được tháng. Con này mới xài được tháng. Vì nó sốc rồi, không khó rồi. S23 FE. Em nói nhầm S21 FE chứ. S21 FE 5G nè. RAM 628GB, màn hình đó là 120Hz nha. Còn bảo hành đến tháng 6/2024 nha. Bảo hành chính hãng tại Việt Nam mọi người. Đó. Đây bản chính hãng Việt Nam nên còn bảo hành 5.1 triệu. Con này mới hiện tại đang khoảng 11 triệu. S22 Ultra có một cây màu đỏ rượu. Và con là RAM 8 128GB, 2 SIM chính hãng, 11.950. 11.950 nha.
Ủa con này lộn giá rồi. Còn RAM 12 26, con này 13 triệu 100 mọi người. Con này 13 triệu 100 nha, con này là RAM 12 26, ghi nhân viên ghi nhầm giá rồi. Đó. Tại vì cái phiên bản RAM 12 nó sẽ lệch với bản RAM 8 đến 1 triệu đó, hoặc 1 triệu 1 tùy theo ngoại hình. Em có 3 màu RAM 12 nè, 13 triệu 100, 13 triệu 100, 13 triệu 100 luôn. Ba con này là RAM 12 và 26 bản chính hãng Việt Nam. Đó. Nó chính 3 triệu 3. Con này hộ khách. Này, nó chính bản hàng. Nó chính bản hàng bây giờ mà không mám là cũng cực kỳ là hiếm nha mọi người. RAM 628 đi. Đó, nó chính bản hàng. 3 triệu 3. Cái màn hình con này cũng khoảng 3 triệu 3 luôn mọi người. Mọi người xài cái màn hình Samsung mà kỹ xíu nha. Mọi người phải kỹ xíu nha mọi người. Đó. Không thôi là coi như cái giá màn hình bằng cái giá máy. Rồi đẹp xíu mọi người, để em cảnh báo cái. Em cảnh báo một lần đi, lấy hồi cảnh báo thêm lần nữa. Chắc khoảng tháng sau thì em sẽ làm dịch vụ sửa chữa. Không biết mọi người có ủng hộ không? Đó. Cố gắng làm giá rẻ nhất cho mọi người. Anh nhắn tin luôn nha, đừng các bạn. Bên em thì đầy bạn, không chắc chấp nhận các bạn được nha. Anh chị Yến Trang ơi, em thì đầy bạn rồi, không thể chấp nhận các bạn được. Chị nhắn tin giúp em luôn. Nó chính trả góp không mà được chứ. Trên 3 triệu là mọi người trả góp được rồi, không cần trả trước cũng được. Đó. Rồi, mọi người lưu ý nè. Tài khoản lừa đảo là tài khoản MBBank rồi. 0097168569 Hàn Quốc Minh nha. Đó. Còn Vietcombank chính chủ nè, chính chủ là Vietcombank. 97168569 Hàn Quốc Minh. Duy nhất một số tài khoản này thôi. Còn một số tài khoản khác đều là lừa đảo nha. Mọi người lưu ý giúp em. Mi 13 Lite chính hãng Việt Nam. Con này phiên bản RAM 8 26 GB. Mi 13 Lite. Chip 7 Gen 1 nha, RAM 8 nè. Bộ nhớ là 26 GB. Màn hình tần số quét là 120Hz. Đó, màn hình cong. Có màn hình là viên hút như iPhone vậy đó mọi người. Đây góc rộng nè, X1, X2 nè. Zoom 10X. Có chống cung quang học nha. Và là camera selfie. Ok. 5.850.000. Máy đẹp. Realme C35. Realme C53 mọi người. RAM 6, bộ nó là 128 GB. Giá bán là 2.850.000. Đó. Đây. Bắt đầu đẹp xíu rồi. Không sao không ship à Huy, bên em có ship bình thường mà. Anh Hoàng Ân ơi, bên em hỗ trợ mọi người là ship có toàn quốc và cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Bán shop nào mà không cho kiểm tra hàng mọi người đừng có mua mọi người. Đó lừa đảo thôi. Đó, ở đâu thì cho xem hàng trước khi thanh toán thì mọi người mua. Bây giờ gửi cái máy 14 Pro đi, còn giá trị cũng cao lắm rồi. Lúc mà xuống dưới nhận không phải 14 Pro máy Trung Quốc. Đó, mà không cho kiểm tra hàng sao ai dám mua, đúng không? Mình kiểm tra hàng mình thấy đúng máy mình đang đặt. Tại vì bên em á là ai chốt là bên em sẽ chụp hình cho mọi người xem trước ngoại hình, rồi bên em mới được, mà bên em mới gửi nha. Bên em ship bình thường. 12 Pro thì 9.450.000. Sáng tính qua con 12 Pro Max pin 8X mà hết làm phải lượm con 12 Pro Max pin thay mới. Đúng rồi, 12 Pro Max bây giờ nói chung pin 8X á đi mua á là bây giờ 10 con đi được khoảng có 3 con hoặc 4 con thôi. Đó, còn như là pin thấp, pin từ 85 độ xuống là bắt buộc phải 2 pin thôi. Còn không 2 pin thì em khó bán lắm mọi người, thật sự là vậy. Mà 2 pin thì mình cũng xài chứ đâu phải là ai xài đâu. Nếu mà mình 2 pin mới thì mình xài có thể là trâu hơn. Đó, còn 12 Pro Max bây giờ mà kiếm pin chính ít thật sự là rất là khó luôn. Không phải là không có nhưng mà hiếm mọi người. Đó, đa số thì cái đó em mua không có. Có thì cũng có quay bán đồng giá thôi. Trừ khi là mình mua một cái lô nào mà cái ông đó ổng phân ra sẵn không, ổng lựa business ổng đã dành đó, còn mua ổng mới cộng tiền. Đây là con Realme 10 Pro Lut 5G nha. RAM 8 nè, bộ nhớ là 26 GB, chip là Dimensity 1080. Đó,
camera nó đây, 4.050.000, 4.050.000, máy đẹp lắm nha mọi người. 4.050.000. Samsung Galaxy Tab A8 2020 3.350.000. Con này màn hình khá là to luôn. Đây Tab A8 con này dùng được sim nha. Con này là RAM 4GB, bộ nhớ sẽ là 64GB. Giá bán là 3.350.000. Đó, 3.350.000 dùng được sim. A51 mọi người. 12 hồ mấy em không có hàng. Anh Phương Duy ơi, 12 hồ mấy em không có hàng. 14 Pro mùa này em không có luôn. 13 Pro Max em có nha. 13 Pro Max 128GB máy đẹp nè. 15.550.000. Đó, có màu trắng nữa. 256GB là 15.9, ngoài hình 98. 13 Pro Max em có nha. Anh ơi. A51 mọi người. Là Samsung Galaxy A51. Con này bản Việt Nam 2 SIM, con này hữu khách. RAM 6.128GB, giá bán là 2.750.000, 2 SIM chính hãng. S20FE 2 SIM, 4.450.000, con này máy lạnh lắm mọi người. Thật sự luôn á. Thứ nhất pin 4.5 nè, 2 SIM chính hãng nè. RAM 8.128GB, màn hình 120Hz nha. Đó, ok chưa? 4.450.000. Máy cũng còn khá là ok. Trả góp online thì thật sự là ngân hàng nó không hỗ trợ mọi người. Em hỗ trợ trả góp với mọi người á là em phải thông qua ngân hàng. Nói chung là hợp tác mọi người. Bên em có 4 ngân hàng, thứ nhất là HD nè, MC nè, Mira nè, đó và Home. Bên em có 4 ngân hàng cho mọi người lựa chọn, mọi người thấy chỗ nào ok thì mọi người góp ở đó thôi. Còn em không có đi được mà góp online. Đó. Bây giờ mình cho mượn tiền mình không thấy mặt thì chắc chắn là ngân hàng chắc chắn là nó không chịu rồi. Đúng không? Có Xiaomi Mi 1 Lite không shop, anh Nguyễn Thanh Sang lên cho anh con 2.850.000 luôn. 2.850.000. Ok không anh Sang ơi? Đó. Đây 2.850.000 nha. RAM 8GB nè. Bộ nhớ là 128GB. Màn hình là 90Hz. Ủa con này là sao ta? Không, con này không được. Con này không được, con này để ngày mai em làm giá rồi. Con này lộn giá rồi. Đây, ngồi lên con này đi ngồi. S20 Plus 2 SIM. Đó, S20 Plus 2 SIM đã chỉnh màn hình sáng lên cái. Con này bán là 3.950.000. 1 eSIM, 1 siêu lớn nha. RAM 12 và 128GB. Giá bán là 3.950.000. Đó. 3.950.000, giá này quá ok. Đó, màn hình là AMOLED có dân tay trong màn và con này á là zoom được 30x. Camera selfie nè. Tần số màn hình là 120Hz và chip là 865. 3.950.000, con này ám nhẹ. 15 Pro Max còn bảo hành tháng 12 nha. 29.850.000, con này bản Việt Nam chính hãng. Rồi, Việt Nam chính hãng 26GB. 14 Pro Max 128GB, 21.200.000, pin 96, pin cao. Đây, con này bản Việt Nam nha. 128GB. Pin 96, pin cao mọi người. Em qua đây. S10e 2.750.000, con là chạy con chip á sẽ nó là gần 855 mọi người. RAM á là 6GB, bộ nhớ là 128GB. S10e. Đó, 2.750.000. Màn AMOLED nha. S10e. Ok, 2.750.000 thôi. S21 5G. Đây, 1 eSIM, 1 siêu lý nha. RAM 8.128GB, S21 5G. 5.450.000, máy đẹp. Ok chưa? Xmax hả? Coi coi Xmax thanh lý không? Xmax thanh lý, anh em coi thử coi. Xmax thanh lý 256GB nè, mất phay mọi người. 4.850.000 nha. Đó. Màn hình, nếu màn hình zin con này là 2.000.000 mọi người. Đây, Xmax nè, 26GB nè.
4.850. Còn con này là ép kính, ép kính là 6.450 ép mát đó, ép kính zin hết không bị lỗi gì hết. A735G 5.550. M345G 3.20 4.9 nè. S21 Ultra 8.550 đó. Hai sim nha, RAM 12 128GB 8.550. Redmi K40 Gaming RAM 12 128GB máy đẹp. Chip là Dimensity á là 1200. Nó có sạc 67W luôn. Ok chưa? RAM 12 và 128GB. Đẹp xíu mọi người. Đây. Có phím tiếng gần trực lý nha. Đó, 4.450. Con này đã chạy qua cái gom tiếng gì cầm rồi. Quên gắn cái sim nữa. Tại vì test đó là phải test sim luôn mọi người. Nhân viên để quên không. Đó, Redmi K40 Gaming, RAM 12GB, bộ 128GB, máy đẹp gần 99 á. Gần như là 99% á. Màn hình tần số quét là 120Hz. 4.450. Còn không có hộp thì 4.3 thôi. Không có hộp thì 4.3. Cũng là RAM 12 128. Redmi 11R. Con này màn hình 90Hz nha. Đó, 128GB. RAM 6 128GB, chip là Dimensity á là 700. Đó, có 5G luôn. 2.450. 2.450 thôi. Mi 10S, RAM 8 256GB. Con này lo nghe cực kỳ là hay luôn mọi người. Mi 10S nha. Đó. RAM 8 256GB. Lo của Harman Kardon. Giá bán là 4.650. Oppo K10 X5G. Con này màn hình 120Hz. Đây, RAM 8 128GB, chip là 6.5, 4.500 hình. Chốt K40 giùm nhé Huy. Cô Gona anh nhắn tin giúp em nha. Ngày mai thì bên em sẽ tư vấn cho. Tại vì này, giờ này thì nhân viên về hết rồi. Redmi Note 11S nha. RAM 6 mọi người. Bộ nhớ 128GB, 2.950. Redmi Note 12 Pro 5G. Con này phiên bản 5G và phiên bản 4G. 4G trên lệch 500.000 đó mọi người. Đó. Con này bán giá là 4.450, Redmi Note 12 Pro 5G. Đây. RAM 8 nha, bộ nhớ là 26GB. Màn hình 120Hz, chip á sẽ là Dimensity 1080, máy đẹp. 12 mini nè, 256GB 9.3, pin 100. iPhone XS, con này 2 pin rồi, 4.450. Cho 2 pin thôi. A735G 5.550. Đó. Đây có như này ha mọi người. Con S giá 8.550, cấu hình sao em. Con này thì cấu hình quá ok luôn. Đây là một con máy là Samsung S21 Ultra, một con máy đầu bảng hồi đó mọi người. Mấy dòng đầu bảng thì tất nhiên là công nghệ nó sẽ có bao nhiêu là vô đây hết. Camera sẽ là zoom 100x. Đây. Con này 8.550 nha, S21 Ultra. Đó, zoom 100x mọi người. Đó, zoom 10x nè. Em chỉnh màn hình sáng đó, mọi người xem mới dễ. Em chỉnh màn hình sáng luôn. Đây. Đó. Để che cái này. Đó. Số 100x. Rồi không, chụp hình nè. Anh cầm một tay hơi khó xíu nha. Xem tuốt bên kia luôn mọi người. Đó không? Rất là nét luôn. Đây, S21 Ultra 8.550. RAM 12GB, bộ là 128GB và chạy con chip Snapdragon đó là 888 nha. RAM 12 nè, 128 nè. Màn hình 120Hz nha. Đó, kích thước màn hình sẽ là 68 inch. Hai sim. Pin là 5000. Ok, camera sẽ là 128MP. 8.550. SE thì 3.500.000 nha. Hai sim.
chiếc Oppo A13 bao lít mọi người. Ngoài hay thường thì mấy năm chưa có hàng, để em kiếm được hàng sẽ báo sao. Ồ quên con Note 20 nữa. Ngày mai luôn rồi. Rồi, nay có như đây thôi mọi người. Mọi người lưu ý nha. Bây giờ lừa đảo của trang em cũng hơi nhiều á, nên mọi người có giao dịch á, mọi người lưu ý giúp em. Cái lừa đảo á là tài khoản M7Bank mọi người. 00971685 nha, Hà Quốc Minh. Còn chính chủ bên em là Vietcombank. 97168 59 Hà Quốc Minh. Duy nhất một số tài khoản thôi. Đó, ngày nào cũng báo hết mọi người. Vietcombank chính chủ nha, Hà Quốc Minh. Đó, bên em bán cho người á là bảo hành 3 tháng 1-1. Không bảo hành gây nước cứng đớm vào màn hình và có hỗ trợ trả góp không cần trả trước. Trả góp thì mọi người phải đến cửa hàng nha. Không làm hồ sơ trả góp online được. Đó, ship code thì có cọc. Ship code đó là bên em có giao hàng tận nơi và cho mọi người kiểm tra hàng trước thanh toán, nhưng mà có cọc. Máy dưới 5 triệu cọc 300, máy trên 5 triệu sẽ cọc 500, máy trên 10 triệu sẽ cọc 1 triệu. Bên em không yêu cầu chuyển khoản đủ hay nửa tiền nha, đúng số tiền đó mọi người cọc phải được rồi. Còn bên em có hô cụ đời mới tất cả các dòng máy như Oppo, Realme, Samsung, Sony, LG, đó nói chung là tất cả dòng máy luôn. Có lỗi nhẹ bên em vẫn hỗ trợ mọi người hô cụ đời mới hết, ok chưa? Chủ yếu là em bán được cái máy của em thôi. Đó, còn cái máy của mọi người lỗi nhẹ bên em sẽ đi thanh lý lại. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem buổi livestream của em nha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ mọi người. Bye bye.